Hello, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube chuyên về hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em mà một cặp loa nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nha mà. Cặp loa này thì nó sẽ đến từ thị trường nội địa của Đan Mạch là Yamo. Và con này thì anh em sẽ thấy là nó sẽ có tên model là Connect 60 nha anh em. Đây là một cặp loa mà nó sẽ có 3 đường tiến, một loa bass 18, một loa mid và một loa treble anh em. Và ở căng của con này là ở căng bằng vỏ lưới, nhưng mà con này thì nó sẽ thuộc dòng loa giá rẻ hơn anh em, giá chỉ với 2.900.000 đồng. Con này thì nó có một cái thiết kế phải nói là rất là nhỏ gọn nên rất là phù hợp để cho anh em thể bố trí trong rất là nhiều không gian nhà nha anh em. Con này thì thích hợp để cho anh em thể mà nghe trong phòng ngủ hoặc anh em làm loa của cái tivi thì cũng rất ok anh em ạ. Hoặc anh em thể mà mở quán cà phê nhưng mà tầm khoảng 20-30 m² đổ lại thì anh em treo con này lên cao và anh em hát con này cũng rất ok nha anh em. Nói chung về chất âm của Đan Mạch thì vẫn là hay khỏi cần phải bàn anh em ạ. Cấu trúc 3 đường tiến con này nó sẽ tái tạo chất âm cũng phải nói là rất là tốt anh em. Đây mời anh em cùng xem. Đây, một loa bass, một loa mid và một loa treble. Đây căng bằng vải anh em. Con này về hình thức còn rất là mới nhưng mà tầm 90%. Đây, đây căng của các còn lại đây nha anh em. Cũng còn rất là mới đẹp anh em. Đây mời anh em cùng xem qua về mặt sau dòng sản phẩm này. Đây, sau con này thì anh em nhìn ở phía trên trước thì nó sẽ có những cái lỗ để mà anh em có thể mà treo bên tường nha anh em. Kế con này phải nói là rất là đa dụng và rất là thoải mái để cho anh em có thể mà trang trí trong các công viên nhà khác nhau. Ở đây anh em sẽ thấy là nó sẽ hay cái lỗ hơi, còn bên dưới là tem của dòng sản phẩm này nha anh em. Đây, Yamo Connect 60A, hàng chuẩn made in Đan Mạch. Con này thì nó sẽ có công suất nghe nhạc là 120W anh em. Đây, còn đây là cái chặt loa dòng sản phẩm này nha anh em. Anh em có thể xỏ dây vào, anh em cắm đầu bắt chuối mà rất ok. Tương tự là cặp loa ở bên phải. Nói chung nhìn công suất như vậy thôi anh em ạ. Mà anh em có thể chơi những cái âm ly tầm khoảng 100W đổ xuống thì con này cũng đã rất là tốt anh em. Thậm chí anh em chơi những con 60 hay là 80W thì con này vẫn cân rất là tốt anh em ạ. Con này thì có nhiều điểm đặc biệt là nó không có kén âm ly, chất âm lại hay. Khi mà anh em làm loa TV thì anh em nghe âm thanh nó sẽ sống động hơn rất là nhiều anh em. Nghe nhạc thì cần khỏi cần phải bàn anh em ạ. Rồi thôi không dài dòng nữa, mình sẽ vào ngay bài test về chất âm của dòng loa này. Mời anh em. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên thềm, thầm ước nhân nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở. Phong trần tay trắng tay, trời đông ngại gió đùa vai gầy, lầu kín trăng về không gối chiếu, gác cao ngăn niềm yêu thì thôi mơ ước chi nghe tiếng pháo tiếng ai qua cầu, đường phố buồn màu sao thiếu em,
chỉ với 2.900.000 đồng thôi. Thì chất âm của Yamaha Connect 60A thì phải thật ba anh em luôn, à, không có điểm gì để chơi luôn anh em ạ. Con này cho ra chất âm là phải nói là đều cả ba giải, nghe giải nào ra giải nấy nghe rất là hay luôn anh em. Đặc biệt là bass rất là mạnh, vì hầu hết thì đa số anh em đều rất là thích nghe những cái giải bass mà vừa mạnh vừa ấm, thì con này nó sẽ đáp ứng được cho anh em. Nhất là khi anh em nghe những bản nhạc vàng và anh em xem phim thì giải bass mạnh và ấm nó sẽ giúp cho anh em có một cái trải nghiệm thật sự là thú vị. Và giải chép này nghe mà nó rất là bén nha anh em, nghe đen chen chép cũng nghe mà rất là mạnh, nhưng mà giải mít thì nghe rất là tròn trịa anh em. Lời của ca sĩ thì nó vẫn tái hiện là rất là chi tiết, anh em xem phim thôi thì giải mít con này hoạt động nó là rất là tốt. Rồi anh em thấy sao về tổng quan về cặp loa này thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới.